Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ tới thời điểm ngành bảo hiểm xã hội chi trả lương hưu, trợ cấp qua tài khoản ngân hàng cho người dân. Đây là chủ trương được chính phủ quyết tâm thực hiện. Hưng Yên cũng rất nỗ lực để triển khai và đón nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân, bởi nó mang lại lợi ích kép, đặc biệt là với các đối tượng được thụ hưởng. Được nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng là một điều mới mẻ với những người cao tuổi này ở xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào. Tuy mới thực hiện nhưng họ đều thấy rõ được lợi ích của chủ trương này. Thì nói chung là tiện, đảm bảo an toàn. Đấy, khi ra các cụ ra rút 5-7 nghìn, đằng này ra lĩnh kia 5-7 triệu, thợ trên đường đi các cụ về rồi thất mát đó, thì đấy là cái tiện. Cái tiện thứ hai tức là để sử dụng qua một mối. Tại khu phố Đông Thành, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, nếu như chi trả trực tiếp với hơn 200 người nhận lương hưu, trợ cấp như hiện nay thì cũng có những bất tiện cả về mặt thời gian và sức khỏe. Cái thời gian chi trả ấy thì là mất một buổi sáng đấy, từ 7 giờ đến 11 giờ rưỡi mới hết được. Nếu như mọi khi cụ là đến 6 rưỡi đã phải đến xếp hàng, xếp thẻ vào để xếp hàng. Những bất tiện đó sẽ được giải quyết triệt để khi thực hiện được việc chi trả qua tài khoản và thêm nhiều lợi ích khác đối với các đối tượng được thụ hưởng chính sách này. Lĩnh lương thì trước kia thì cứ phải thúc trực ở đây, không có người thì đặt thì rất sớm nên rằng bắt đầu rồi chờ đợi nhau. Thế nhưng bây giờ thì mọi người cũng là thoải mái, chúng là ta thích lĩnh lúc nào thì có thể là ta có thẻ rồi thì ta ra cây rồi ra chỗ ngân hàng để chúng ta lĩnh thôi. Chính vì vậy mà khi được hướng dẫn để mở tài khoản ngân hàng thì phần đông người dân rất phấn khởi và đồng thuận rất cao để thực hiện được chủ trương này. Tuy nhiên cũng có những e ngại cần có sự hỗ trợ và tư vấn. Dù rất đồng thuận, tuy nhiên vẫn có những người, đặc biệt là người cao tuổi thì cũng còn những e ngại. Việc tháo gỡ những e ngại đó để tạo sự đồng thuận cao là điều rất quan trọng. Buổi chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của khu phố Đông Thành, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên hôm nay diễn ra lâu hơn mọi ngày khi ngoài việc lĩnh tiền, người dân được tư vấn hướng dẫn để mở tài khoản ngân hàng. Bên cạnh sự đồng thuận rất cao thì cũng có những thắc mắc e ngại. Còn một số là các cụ già ấy, là các cụ vẫn còn lăn tăn là già rồi không có người lĩnh hộ, rồi là loại kia thì cơ quan bảo hiểm cũng phải có cái chính sách như nào đối với người già. Và những e ngại từ chính người thụ hưởng. Bây giờ chúng tôi thì cũng nhiều tuổi rồi, cách nhớ về cái mật khẩu của mình ấy là nó cũng lỗng bỗ. Đối diện với những điểm nghẽn đó, chính quyền địa phương cũng đã có những hướng đi cụ thể. Khu phố sẽ đến từng gia đình một để tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách để cho mọi người dân, nhất là những người được hưởng các chế độ chính sách, thực hiện việc chuyển vào tài khoản để tiện ích trong vấn đề sử dụng tiền lương hưu, tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội của bản thân. Và chính người dân cũng đã đưa ra cách giải quyết cho bản thân mình. Thực tập và tôi cũng thử nhiều rồi cho nên là cũng được ấy rồi, chưa thành thạo lắm nhưng mà cũng làm được. Mang cái sổ đi để đối chiếu rồi nó quen đi rồi thì nhớ được cái số mật khẩu của mình rồi thì nó cũng nhanh thôi. Tôi xác định nó không phải là khó khăn mà tất cả khó khăn đó là khắc phục hết. Cái thứ nhất là trong gia đình tôi ủy quyền cho một cái nó có tài khoản cứ hàng tháng lĩnh, chứ còn cái tất nhiên là tiền sẽ về đến mình thôi, con nó lĩnh hộ sẽ về, tôi ủng hộ nghĩa là 100%. Và để giải quyết những thắc mắc về yếu tố kỹ thuật, công nghệ thì chương trình đã trao đổi với đại diện của ngân hàng BIDV Hưng Yên, một trong những ngân hàng đang triển khai chương trình hỗ trợ mở tài khoản đối với các đối tượng nhận lương hưu, trợ cấp xã hội qua tài khoản ngân hàng. Vâng, trước tiên thì rất là cảm ơn bà đã dành thời gian để trao đổi với tạp chí Kinh tế Phố Hiến của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa bà, là BIDV Hưng Yên thì đang có những cái hoạt động như thế nào để góp phần thực hiện được chủ trương của chính phủ tới đây sẽ tiến hành chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản ngân hàng ạ? Chúng tôi thì cũng đã xác định đây là một trong những cái chương trình trọng điểm trong thời gian này và cũng bắt tay vào cuộc từ giám đốc đến ban lãnh đạo và chỉ đạo tất cả các anh em trong toàn chi nhánh là dồn hết lực vào cái đợt này để thực hiện thành công cái chương trình chung của tỉnh cũng như là của chính phủ. BIDV Hưng Yên thì chúng tôi thực hiện chung cái chỉ đạo chung và thì đã thực hiện các hỗ trợ các đối tượng và gian thực hiện những các chính sách ưu đãi đối với cả
các chế độ trả lương hưu lần này, ví dụ các ưu đãi về mở tài khoản này, ưu đãi về phát hành thẻ này, ưu đãi về tất cả các khoản mà chuyển tiền qua Smart Banking, tức là cái ứng dụng thông minh trên điện thoại di động, và thực hiện miễn phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống từ cái ứng dụng Smart này. Tất cả đều có thể sử dụng trên cái app này và có thể thanh toán chi trả tất cả các dịch vụ qua các hệ sinh thái của BIDV hợp tác. Cho nên là với việc trước khi thực hiện được cái đề án thì bản thân BIDV nói chung thì cũng đã tự phải đổi mới và xây dựng cái hệ sinh thái của BIDV để có thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu. Vâng, thưa bà, những chương trình ưu đãi như vậy thì đã được BIDV Hưng Yên thực hiện từ khi nào và ghi nhận tại những cái địa điểm thực hiện như vậy ra sao ạ? Sau cuộc họp ngày 3 tháng 6 vừa rồi thì triển khai thì chúng tôi bắt tay ngay vào công việc chuẩn bị các cơ sở vật chất, con người đi cùng với các điểm chi trả qua bưu điện tới các tổ dân phố. Thì ngay lập tức ngày 5 là có chi trả đợt lương đầu tiên của thành phố, thì chúng tôi cũng đã vào cuộc ngay từ ngày 5 tháng 6 vừa rồi. Và qua cái ngày đầu tiên thì đương nhiên tiếp cận các điểm và các tư vấn hỗ trợ các bác thực hiện cái công tác mở tài khoản. Thì đương nhiên trong lúc đầu khi đến thì các khâu phối hợp và những cái tư vấn thì nó cũng còn mất hơi nhiều thời gian, bởi vì những mỗi một đối tượng thì tư vấn kỹ, và với những cái đối tượng của chúng ta đợt này cũng rất là đặc biệt, thế cho nên là có những cái thời gian tư vấn cho từng người một thì nó cũng có hơi lâu một chút. Thế nhưng mà sau đấy thì cũng đã quen việc và cũng đã phối hợp nhịp nhàng và cũng đã hỗ trợ tới từng đối tượng, và các phản ánh cũng rất là tốt từ phía người được phục vụ. Trong quá trình triển khai thì cũng có những ý kiến phản hồi của người dân, đặc biệt là với đối tượng đó là những khách hàng cao tuổi sẽ có phần e ngại với các yếu tố về kỹ thuật, về công nghệ, thì phía ngân hàng sẽ có những cái sự hỗ trợ và giải pháp như thế nào ạ? Có những cái đối tượng đặc biệt với một số những cái trường hợp mà chúng tôi cũng sẽ chia làm nhiều đối tượng để phục vụ. Trong trường hợp một số các đối tượng là các cụ mà không sử dụng được công nghệ thì cũng đã có thẻ, có phát hành thẻ ấy ạ. Tức là không sử dụng được cái dịch vụ Smart trực tiếp thì cũng đã có cái thẻ phát hành. Thì với cái thẻ đấy thì có thể thực hiện rút tiền bất cứ lúc nào ở những cái cây ATM gần nhất nếu mà muốn sử dụng tiền mặt. Còn sử dụng các dịch vụ liên quan đến công nghệ thì cũng đã ủy thác cho ngân hàng. Như kể trên là tiền điện, tiền nước là cái thiết thực nhất thì có thể ủy quyền cho ngân hàng đã tự thu rồi. Thế cho nên là nó là những cái trường hợp như thế. Và còn những cái trường hợp khác nữa thì có thể sẽ ủy quyền cho người thứ ba là con cháu cũng sẽ trực tiếp phục vụ các cụ. Còn có những cái trường hợp đặc biệt mà các cụ có yêu cầu thì chúng tôi cũng sẽ có những cái phương án đặc biệt để hỗ trợ từng đối tượng một ạ. Vâng, rất là cảm ơn bà đã dành thời gian trao đổi với chương trình.